Nhà mày giải quyết nhanh, đang có một con xe đa xe, con xe quá đặt. Watch out! Con bot thì anh nhanh lắm, yên tâm, anh làm được. Nó đẩy lên rồi, Kìa, anh con đi ơi, xuống bên trái kìa. Bom. Ok. Vãi rồi, còn ra hit bom của nó, vãi. Dưới tầng 12 rồi. Hàng này đang bơm máu Chờ anh nhá.